Quảng Trị. Hoàn lưu sau bão số 4 vẫn sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực từ Thanh Hóa xuống tới Quảng Trị từ chiều tối nay đến ngày mai. Trong đó thì vùng trọng tâm mưa dịch chuyển lên phía Bắc, tập trung ở Hà Tĩnh tới Quảng Trị. Cảnh báo từ giờ đến đêm mai tổng lượng mưa có nơi vượt 400mm. Còn lại các nơi khác từ Thanh Hóa xuống tới Thừa Thiên Huế thì lượng mưa phổ biến là từ 150 đến 250mm. Mưa dồn dập chút xuống rất dễ gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp khu đô thị cũng như là sạt lở đất và lũ quét tại khu vực vùng núi. Ngoài ra từ nay cho đến ngày 21 tháng 9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ. Dự báo mực nước đỉnh lũ tại sông Cả Nghệ An, thượng lưu sông Mã Thanh Hóa và các sông nhỏ sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2. Còn tại sông Ngàn Phố và sông Ngàn Sâu tại Hà Tĩnh thì lên mức báo động 2 đến báo động 3. Các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng các sông nhỏ tại Quảng Bình và Quảng Trị thì có khả năng lên mức báo động 3. Lũ đang lên, bà con sinh sống quanh lưu vực sông thời gian này tuyệt đối không đánh cá và vớt củi trên sông, không đi qua ngầm tràn khi nước đang lên và chảy xiết. Trong các đợt mưa lũ trước đây đã có nhiều người tử vong và mất tích vì đi qua ngầm tràn và bị nước lũ cuốn trôi. Chúng tôi sẽ còn cập nhật diễn biến về bão trong các bản tin tiếp theo.